Quý vị và các bạn thân mến, quất hồ lô là một sản phẩm khá là lạ được sáng tạo bởi bà Đỗ Thị Mai, chú tại Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên. Vì là có hình thù lạ mắt thế nên ngay lập tức loại quả quất này đã nhận được sự chú ý của người tiêu dùng. Không ít người dân đã tìm đến tận nơi để có thể chụp ảnh, ngắm nhìn và hỏi mua những cây quất độc đáo này. Dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, Lường trước sức hút của loại cây cảnh độc đáo này, gia đình bà Mai đã chuẩn bị cây giống từ đầu năm và cho ra khoảng 3.000 chậu quất hồ lô để phục vụ thị trường, nhưng hiện nay vẫn không đủ bán. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các sản phẩm của gia đình bà chuẩn bị đều đã được bán hết. Những chậu quất nhỏ xinh có loại chậu chỉ bằng bàn tay, thân cây quất cao chừng 30cm. Lúc liều những quả vàng xanh hình hồ lô được bán với giá khoảng từ 120 đến 150.000 đồng một chậu. Loại to hơn được trồng trong bình thì có cây lên đến 500.000 đồng được biết để tạo hình quả quất giống như hồ lô rất khó đòi hỏi phải có kinh nghiệm kỹ thuật nhất định đặc biệt là tốn nhiều thời gian và công sức vì vậy ở đất cây cảnh văn giang rất ít gia đình làm được điều này theo bà mai quất thường trồng và chăm sóc rất đơn giản thế nhưng loại quất hồ lô cần phải có kỹ thuật cao người trồng phải nắm được thời gian nào phù hợp để dùng dây tắt quả nếu không đúng thời điểm quả quất có thể bị hỏng thấy quất có hình hồ lô đẹp thì nhiều người đã đến tận gia đình bà mai để học làm theo nhưng bà cho biết rất ít người có thể làm thành công được loại quất này cũng vì vậy, số lượng những chậu quất hồ lô được bày bán trên thị trường là không nhiều.